Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bật cái phím lăn lóc trên laptop hay PC để có thể sử dụng được cái phím số. Thì nhiều bạn uh, hay hỏi là tại sao uh, không bật uh, không không đánh được số ở trên laptop hay PC ấy. thỉnh thoảng ấy thì uh, cái lỗi đó chính là cái lỗi mà chúng ta bị tắt mất cái phím lăn lóc đi vô tình ta chạm vào tắt đi thôi hoặc là máy tính ấy có một số máy tính không hiểu lỗi vì sao mà nó bị tắt hoàn toàn sau khi, khi sau mà khi chúng ta khởi động máy ấy có nghĩa là khi khởi động máy chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải bật cái phím đó lên. Mặc định ấy, nếu mà máy không bị sao ấy, sau khi cài win xong ấy thì mặc định thì cái phím năn lóc đó luôn được bật. Nhưng mà không hiểu lỗi vì sao mà cái máy đó bị uh, như gọi là tắt đi. Sau khi nó sẽ tắt đi chúng ta phải uh, bật bằng tay. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, bật phím năn lóc trên laptop hay PC. Ok thì ở đây mình có một cái bức ảnh đây. Thì uh, mọi người nhìn trên bàn phím của mình, ấy, bàn phím uh, laptop hay là bàn phím ấy nó phải có số thì nó mới có cái nút lăn lóc rồi nhé anh em chỉ cần tìm lưu ở trên pc ấy anh em chỉ cần uh, nhìn trên cái bàn phím ấy xem cái phím lăn lóc ở đâu anh em chỉ cần uh, ấn vào đó nếu anh em thấy cái uh, cái 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 đèn ấy cái đèn số 1 hoặc là đèn bên trái à, bên uh, bên trái bên cùng bên trái ấy, nó sáng lên có nghĩa là mọi người đã bật phím lăn lóc thành công tiếp đến là laptop thì nó có một số trường hợp chúng ta phải sử dụng là phím uh, fn cộng bất kỳ một phím F nào ở trên bàn phím ví dụ ở đây trên hình nó là phím F11 thì anh em nhìn thấy chữ lăn lóc ở dưới này nó có thể là phím F8 hoặc là phải F9 tùy từng dòng máy tính có thể là Asus, Dell nó sẽ khác nhau nhưng mà cách bật nó sẽ giống nhau đó là phím FN cộng bất kỳ một phím F nào ở trên bàn phím mọi người nhìn thấy chữ lăn lóc để có thể bật được bàn phím số đó đây là phím số đây anh em ơi một số cái bàn phím số như thế này ấy, anh em uh, muốn dùng ấy, thì anh em phải ấn là Fn cộng 11 này khi mà anh em dùng ấy, thì mấy cái chữ như kiểu là G, M, K nó sẽ trở thành uh, thành số nhiều bạn bảo là ố tại sao bàn phím của tôi bị mình bị lỗi có nghĩa là bấn G, K, L nó thành số thì có nghĩa là do chúng ta bật phím bắn lóc lên khi anh em sử dụng xong phím bắn lóc thì anh em tắt nó đi để có thể gõ được chữ bình thường nhá anh em thao tác lại thôi bật thì là Fn cộng 1 này À, tắt đi thì cũng là FN cộng 11 tiếp để tắt. Đó là ấn hai lần để tắt nhé. Ok. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, bật cái phím lăn lóc khi mà bị tắt. Có nghĩa là khi anh em uh, bật máy tính lên nhưng mà phím lăn nó mặc định là tắt đi ấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách uh, luôn luôn bật nó nhé. Ok. Thì mọi người sẽ vào cho mình cái nút Start này. Ở trên Win 7 và Win 10 đều thực hiện như nhau. Hoặc là có thể là đánh là uh, Windows R. Đây mình dùng luôn đây này mình sẽ đánh là reget đây này register này re à, nếu mà win 10 ấy, mọi người đánh, đánh chữ re thì nó ra rồi còn ở win 7 thì mọi người phải đánh là re này ge này đây là R... ge này đít này. đó nó giống nhau nhá trên win 7 thì mọi người đánh cho mình chữ là re ge d i t còn win à nhầm trên win 7 đúng rồi win 10 thì chỉ đánh là re thôi vẫn vậy chọn z nha tiếp đến thì mọi người sẽ vào theo một cái đường dẫn là à, đây đường dẫn đây là hk đây hk uh, cơm đường user này Đó. tiếp đến mọi người đây đây này xong tiếp đến mọi người chọn cho mình mục là còn chôn ba này còn chôn ba này đây nha đây còn chôn ba này trong mục còn chôn ba thì mọi người chọn cho mình mục là keyboard là bàn phím đấy tiếp đến mọi người vào cái mục này đây mọi người kích đúp vào thì máy tính của mọi người sẽ thấy nó là số 0 số 0 nhé của mình thì là số 2 có nghĩa là số 2 là auto mở máy lên là bật phím lăn lóc còn số 0 ấy thì là khi khi mà máy tính mọi người để số 0 ấy thì sau khi mà khởi động máy ấy, thì auto là cái phím lăn lóc này nó sẽ tắt Đó là tùy mục đích sử dụng thôi còn muốn bật là auto bật thì chúng ta sẽ chỉnh về số 2 nha rồi ấn ok là xong Đó, như vậy là bây giờ cái phím lăn lóc của mọi người là sẽ, sẽ là luôn luôn bật nhé OK thì như vậy là mình đã, đã à, OK như vậy mình xin kết thúc cái video tại đây uh, video hướng dẫn mọi người cách uh, bật cái phím lăn lóc trên uh, laptop hay PC PC laptop thực hiện như nhau nhá OK mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá Xin cảm ơn mọi người Xin chào và hẹn gặp lại Bye 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 bye